tử vi tuổi tân sửu, sinh năm 1961. Ngày 23, 24 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch. Có lộc lớn trời cho, gặp vận đỏ hơn son, tiền về ngập kép. Quý cô chú tuổi tân sửu 1961, những người sinh ra mang mệnh thổ, là những bậc tiền bối đáng kính, với cuộc đời gắn liền cùng đức tính siêng năng, cần cù và trọng nghĩa tình. Người tuổi này thường mang trong mình sự điềm tĩnh, bền bỉ, và luôn giữ vững nguyên tắc sống của bản thân tuy thời trẻ có thể đối diện với nhiều thử thách và khó khăn nhưng nhờ ý chí kiên cường và tấm lòng nhân hậu quý cô chú thường xây dựng được một nền tảng gia đình vững chắc và cuộc sống an yên ở tuổi về hưu những năm vừa qua cuộc sống của quý cô chú đã dần ổn định hơn sau bao nỗ lực đây là giai đoạn hưởng phúc và nhìn lại những giá trị mà mình đã vun đắp tuy nhiên vận mệnh vẫn là dòng chảy liên tục và quý cô chú vẫn cần tỉnh táo để nắm bắt cơ hội lộc trời ban, cũng như tránh những rủi ro không đáng có. Từ ngày 23 đến 30 tháng 10 âm lịch, vận số của quý cô chú sẽ có những biến chuyển đặc biệt. Những ngày này là dịp để tận dụng vận đỏ nhưng đồng thời cũng cần chú ý những ngày cần cẩn trọng. Tử vi không chỉ là để dự đoán tương lai, mà còn để nhắc nhở mỗi chúng ta sống tốt hơn, biết yêu thương gia đình và trân trọng từng khoảnh khắc. Hãy cùng xem trong những ngày tới quý cô chú sẽ gặp may mắn lớn vào ngày nào, và ngày nào nên thận trọng để tránh những điều không như ý. Sống thuận theo tự nhiên, hành xử đúng đạo, thì phúc phần sẽ ngày càng bền lâu. Sau đây xin kính mời quý cô chú cùng đón xem nội dung tử vi chi tiết, cho từng ngày. Ngày 23 tháng 10 âm lịch Ngày này mang lại nhiều thuận lợi cho quý cô chú tuổi tân sửu, đặc biệt với những ai còn duy trì kinh doanh hoặc hỗ trợ con cháu trong việc làm ăn đây là ngày tinh thần minh mẫn, dễ đưa ra quyết định đúng đắn, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi. Những công việc liên quan đến giấy tờ, quản lý tài sản hoặc kết nối với người thân để giải quyết công việc chung đều được thực hiện một cách suôn sẻ. Có điểm báo nhận được lọc nhỏ trong ngày, có thể là một món quà từ người thân hoặc con cháu. Tuy giá trị không lớn nhưng mang đến niềm vui và sự an ủi về mặt tinh thần, chứng tỏ quý cô chú luôn được người thân kính trọng và yêu thương nên chú ý chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là xương khớp. Việc vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng hoặc đi bộ vào buổi chiều sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn. Tránh ăn các món nhiều dầu mỡ để bảo vệ hệ tiêu hóa. Một ngày tràn đầy hòa khí trong gia đình, con cháu có thể thăm hỏi, quây quần bên nhau, tạo nên không gian ấm áp và hạnh phúc. Đây cũng là dịp tốt để quý cô chú chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm sống với con cháu, giúp gắn kết tình thân. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt: 9 giờ đến 11 giờ sáng. Màu sắc cát tường: nâu đất, vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Con số may mắn trong ngày: số 12, 29. Ngày 24 tháng 10 âm lịch. Đây là ngày thích hợp để quý cô chú dành thời gian cho bản thân và gia đình hơn là bận tâm đến các công việc bên ngoài. Nếu phải đưa ra các quyết định quan trọng, hãy tham khảo ý kiến từ con cháu hoặc người có kinh nghiệm tránh hấp tấp để không gây ra những rắc rối không đáng có. Tài chính không có dấu hiệu nổi bật. Ngày này nên giữ tâm lý cẩn trọng khi sử dụng tiền bạc. Nếu có người mời gọi tham gia đầu tư hoặc vay mượn, quý cô chú cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đồng ý để tránh mất mát không đáng có. Sức khỏe cần được quan tâm nhiều hơn trong ngày này, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Hãy ăn chín, uống sôi và tránh các món ăn lạ hoặc khó tiêu. Nếu có dấu hiệu cảm lạnh, hãy nghỉ ngơi và giữ ấm cơ thể. Gia đình có thể xuất hiện một vài tranh luận nhỏ, nhưng đừng lo lắng vì mọi chuyện sẽ sớm được hòa giải. Quý cô chú nên giữ thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ, lắng nghe ý kiến con cháu để duy trì sự hòa thuận. Các chỉ số trong ngày: Giờ tốt: 15 giờ đến 17 giờ chiều. Màu sắc các tường: trắng ngà, xám. Quý nhân phù trợ: tuổi hợi, tuổi mùi. Con số may mắn trong ngày, số 7, 21. Ngày 25 tháng 10 âm lịch. Đây là ngày mang đến nhiều cơ hội để quý cô chú phát huy kinh nghiệm sống và lời khuyên của mình. Nếu đang hỗ trợ con cháu trong công việc hoặc quản lý các vấn đề tài chính gia đình, ý kiến của quý cô chú sẽ được mọi người xem trọng và đánh giá cao. Đây cũng là thời điểm thích hợp để gắn kết mối quan hệ với người thân hoặc bạn bè cũ. Ngày này tài lộc bất ngờ có thể đến từ các khoản biếu tặng hoặc lợi nhuận nhỏ từ những dự án kinh doanh còn duy trì. Dù số tiền không lớn nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần, cho thấy sự may mắn và phúc lộc vẫn luôn đồng hành cùng quý cô chú. Sức khỏe ổn định, tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi di chuyển, đặc biệt ở nơi đông người. Một vài động tác thể dục nhẹ nhàng vào sáng sớm hoặc tối muộn sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Gia đình đón nhận tin vui, có thể là thành công trong học tập hoặc công việc của con cháu. Đây là cơ hội để cả nhà tổ chức một bữa cơm thân mật, gắn kết tình cảm và tạo nên kỷ niệm đáng nhớ. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ sáng. Màu sắc các tường, đỏ cam, xanh lục. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý. Con số may mắn trong ngày, số 18, 36. Ngày 26 tháng 10 âm lịch ngày này quý cô chú không nên tham gia các công việc có tính chất phức tạp hoặc đưa ra các quyết định lớn đây là ngày phù hợp để dành thời gian nhìn lại những gì đã đạt được suy ngẫm và lập kế hoạch nhỏ cho tương lai tài chính không có biến động lớn tuy nhiên nếu có người mời gọi hợp tác đầu tư hoặc góp vốn quý cô chú cần tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng để tránh rủi ro không đáng có sức khỏe ổn định nhưng không nên chủ quan Quý cô chú cần đảm bảo ngủ đủ giấc và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Ngày này cũng phù hợp để thư giãn tinh thần, tham gia các hoạt động nhẹ nhàng như thiền hoặc đọc sách. Gia đình êm ấm có thể nhận được tin vui từ con cháu, chẳng hạn như thành công trong công việc hoặc học tập. Hãy dành những lời khích lệ, động viên để con cháu có thêm động lực, đồng thời duy trì không khí đầm ấm trong gia đình. Các chỉ số trong ngày: Giờ tốt: 19 giờ đến 21 giờ tối màu sắc các tường, vàng nhạt, xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Con số may mắn trong ngày, số 3, 44. Ngày 27 tháng 10 âm lịch. Ngày này, quý cô chú có thể nhận được sự hỗ trợ hoặc gợi ý hữu ích từ bạn bè cũ, hoặc người thân trong gia đình. Nếu quý cô chú đang hỗ trợ con cháu trong công việc kinh doanh hoặc quản lý tài sản, đây là thời điểm thích hợp để trao đổi ý kiến, góp phần đưa ra quyết định đúng đắn tài lộc có dấu hiệu khởi sắc nhẹ có thể nhận được khoản tiền bất ngờ từ các dự án cũ hoặc quà biếu từ con cháu quý cô chú nên cân nhắc sử dụng tài chính cho các kế hoạch cần thiết hoặc tiết kiệm cho tương lai tinh thần lạc quan sức khỏe ổn định tuy nhiên cần chú ý đến các vấn đề về huyết áp hoặc đường huyết việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể gia đình hòa thuận không khí trong nhà ấm áp đây là thời điểm tốt để gắn kết tình cảm, có thể tổ chức các buổi gặp mặt nhỏ để chia sẻ niềm vui và kỷ niệm đẹp. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 10 giờ đến 12 giờ trưa Màu sắc các tường, nâu, xanh ngọc Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu Con số may mắn trong ngày, số 14, 39 Ngày 28 tháng 10 âm lịch Đây là ngày thích hợp để quý cô chú hoàn thiện những công việc còn gian dở hoặc giúp con cháu tổ chức lại kế hoạch làm việc dù đã nghỉ hưu sự kinh nghiệm và tầm nhìn xa của quý cô chú luôn là nguồn tài sản quý giá giúp người thân vững vàng hơn ngày này tài chính không có nhiều biến động nếu nhận được lời mời gọi đầu tư hoặc vay mượn nên cân nhắc kỹ lưỡng hãy tập trung vào những giá trị bền vững thay vì các khoản lợi nhuận nhanh chóng có thể cảm thấy hơi mệt mỏi do thời tiết thay đổi hoặc thiếu nghỉ ngơi hãy lắng nghe cơ thể mình đảm bảo ngủ đủ giấc và không nên lao lực với những việc không cần thiết. Có thể xảy ra một số hiểu lầm nhỏ trong gia đình, quý cô chú nên giữ thái độ bình tĩnh, dùng lời nói ôn hòa để giải quyết mọi việc. Gia đình luôn là chốn bình yên, vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt, 16 giờ đến 18 giờ chiều. Màu sắc các tường, trắng, vàng nhạt. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu con số may mắn trong ngày, số 6, 28, ngày 29 tháng 10 âm lịch. Ngày này, quý cô chú nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn là lo nghĩ về công việc. Dù có những điều cần giải quyết, hãy ưu tiên những việc quan trọng trước, không nên vội vàng quyết định để tránh sai sót. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, có thể nhận được sự hỗ trợ từ con cháu hoặc người thân. Đây cũng là cơ hội để bàn bạc về các kế hoạch tài chính trong gia đình. Tuy nhiên, không nên mạo hiểm trong các khoản đầu tư lớn. Sức khỏe ở mức trung bình, dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi thời tiết. Quý cô chú nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt là khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn. Gia đình êm ấm, không khí thuận hòa. Đây là thời điểm thích hợp để quý cô chú trò chuyện, chia sẻ cùng con cháu những câu chuyện gia đình, giúp gắn kết các thế hệ. Các chỉ số trong ngày. Giờ tốt 8 giờ đến 10 giờ sáng. Màu sắc các tường xanh lục, xám tro. Quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn. Con số may mắn trong ngày, số 19, 32. Ngày 30 tháng 10 âm lịch. Đây là ngày có dấu hiệu bình ổn, không có nhiều thay đổi lớn. Quý cô chú nên tận dụng ngày này để sắp xếp lại các kế hoạch hoặc công việc còn dang dở. Nếu con cháu cần lời khuyên, hãy lắng nghe và hỗ trợ bằng kinh nghiệm quý báu của mình. Ngày này có thể nhận được tin vui nhỏ về tài chính chẳng hạn một món quà từ con cháu hoặc khoản lộc bất ngờ. Tuy nhiên, hãy sử dụng tài chính hợp lý, tránh chi tiêu vào những việc không cần thiết. Sức khỏe duy trì ở mức tốt, nhưng quý cô chú không nên chủ quan. Đảm bảo ăn uống đúng giờ và tránh các món ăn dễ gây khó tiêu. Bổ sung thêm rau xanh và uống nhiều nước sẽ rất có lợi. Gia đạo yên ấm, con cháu hiếu thảo và biết quan tâm. Ngày này thích hợp để cả nhà xung vầy, trò chuyện. Những khoảnh khắc như thế này sẽ giúp quý cô chú cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Các chỉ số trong ngày Giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ tối Màu sắc các tường, hồng nhạt, xanh dương Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất Con số may mắn trong ngày, số 3, 44, 56 Lời khuyên chung Những ngày cuối tháng 10 âm lịch, quý cô chú nên chú ý hơn đến sức khỏe và dành thời gian thư giãn bên gia đình dù tài chính có thể có dấu hiệu khởi sắc việc quản lý cẩn trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu hãy sống chậm rãi an nhiên và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên những người thân yêu sự bình yên trong tâm hồn sẽ là nền tảng để quý cô chú đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý cô chú để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh quý cô chú đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé kính chúc quý cô chú thật nhiều may mắn vạn sự như ý